đông người đấy nhá. Thế đi. Sorry anh Thể, em không nhìn thấy anh. Em tưởng anh là chú lúa. Trời ơi, em nhìn không kỹ. Để em zoom mặt anh nhìn kỹ kỹ đi nhá. Ờ, mắt em đã cận rồi. Sorry anh. Hôm nay nhờ được bao nhiêu người đây? 20 người à? Ôi dồi. Lúc mà đá vụn nó bay ra dính vào mắt cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đập phát nào thì nhắm mắt phát đấy thôi. Ok đấy. Ok. Quá đẳng cấp. Đập từ nãy giờ không ngừng nghỉ. Cuối cùng là đá. Đấy, cháu có vẻ là không hiểu sức của anh Thề rồi. Một cái tảng đá to như thế mà anh đây anh đập thành những cái mảnh vụn như này. Đấy. Ừ, ý thử. Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Hiện tại kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và đặc biệt hiện tại thì em Tuyên đang có hai loại mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xín chi. Ở đây thì như các cô chú có thấy được là hai loại hoa bạc hà thì nó có sự rõ rệt khác nhau mọi người nhé. Để mọi người phân biệt mật ong hoa bạc hà hay mật ong hoa xín chi thì chúng ta có thể nhìn vào màu mật ong. Và ở đây thì các cô chú có thể nhìn đặc biệt một chút này. Màu mật ong hoa bạc hà, màu mật ong hoa bạc hà thì nó sẽ có màu vàng ánh chanh. Còn mật ong hoa xuyến chi thì nó có sẽ vàng sẫm hơn các cô chú ạ. Đấy, đây là hai đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết được hai loại mật ong đặc sản của nguyên đá là mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xuyến chi. Và ở đây thì em Tuyên còn bày bán thêm những sản phẩm như là nụ hoa tam thất này, củ tam thất này. Và đặc biệt là nụ hoa tam thất và củ tam thất thì em Tuyên có hai dạng. Dạng củ thì em Tuyên có dạng là một dạng củ và một thứ hai là dạng bột. Dạng bột thế rất là sẵn sàng để cho mọi người có thể sử dụng luôn được rồi. Và ngoài ra thì em Tuyên có nụ hoa đu đủ đực khô. Và hiện tại thì em Tuyên đang có bày bán những sản phẩm đặc sản trên vùng cao là các bà con vừa rồi vừa mới phơi được những thứa măng khô đầu tiên của cái năm nay. Thì hiện tại thì đây em Tuyên có những thứa măng khô đây, măng bẹ mọi người ạ. Thì đây là một cái gian hàng nho nhỏ của em Tuyên. Thì đặc biệt ra thì mọi người đây là gian hàng nho nhỏ của em Tuyên. Mọi người, các cô chú, anh chị có nhu cầu sử dụng hãy liên hệ với em Tuyên nha. Và hiện tại, đặc biệt bây giờ đang vào cái mùa hoa mật ong hoa xuyến chi thì em Tuyên có thể có một chút chương trình giới thiệu bày bán sản phẩm khuyến mại với các cô chú. Hiện tại bây giờ thì em Tuyên đang bày bán mật ong hoa xuyến chi là 300.000 một lít và miễn phí ship. Còn mật ong hoa bạc hà thì em Tuyên đang bày bán là 500.000 một lít miễn phí ship. Và hiện tại em Tuyên đang mở bán chạy chương trình khuyến mại để cho bà con năm nay để trải qua cái mùa vừa rồi là mùa hạn hán. Hiện tại bây giờ các cô chú có thể là mua 3 lít mật ong hoa xuyến chi sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa xuyến chi, hoặc là 3 lít mật ong hoa bạc hà thì em Tuyên sẽ tặng là 1 lít mật ong hoa xuyến chi. Do đó thì do nhu cầu người sử dụng, mọi người nếu mà có nhu cầu sử dụng những đặc sản của công nguyên đá thì hãy liên hệ với kênh Tuyên Hà Giang nhé. Em Tuyên sẽ gửi tất cả cô chú ạ. Em Tuyên xin cảm ơn. Nhiều chiều. Nó thì thế thế là ủa đã chịu lần không thì chung ờ chỉ phát là ờ cuối có bác thường bến. Hiện tại cháu đang đi trên con đường đi vào nhà của anh Thề. Sau hai hôm nay thì anh em cũng bận nên là cũng không vào đây được. Thì hôm qua là chủ nhật đã cũng có cái lễ hội là chạy marathon quốc tế được tổ chức ở tại tỉnh Hà Giang này, là ở Mèo Vạc. Thì anh em cũng bận cũng không vào được. Thế ngày hôm nay thì anh em tiếp tục vào đây xem tiến độ làm nhà của anh Thề đến đâu rồi. Ngày hôm nay anh Tuyên cũng bận công việc cá nhân thì anh Tuyên không vào được. Hôm nay mỗi mình cháu vào đi thôi. Ở đây nhá chị. Chị này thì lúc nào cũng luôn luôn là làm lanh ở ngoài này. Các trèo. Đây mẹ của anh Thề đây. Ừ. Chị có chị đi. Thầy tao á. Ừ. À. Tao bỏ hôn đi tao rồi. Hả? Nên tao y hôn đi trèo hôn đi mù rồi. Ờ nên tao chi lại rồi. Ờ. Đây là đây ra ngoài này cho sáng cực quá nhá. Cái hàng rào này mẹ của anh Thề có bảo là mình có dùng cái dây này này buộc lại
chặn lại để cho dê nó đỡ vào. Đằng sau nhà thì hầu như là xong hoàn toàn rồi nhá. Chuyển sang đấy đằng sau gọi là đập đá, khi nào được thì hay chuẩn bị sắt bột. Nhớ chưa? Ôi thôi, đây chỗ này hết. Chỗ này xưa không? Nó mua lửa là chỉ tuộc ạ. Nó mua lửa là chỉ tuộc. Anh em đang hỏi. Anh xính. Đông người đấy nhá. Thế đi. Sorry anh Thể, em không nhìn thấy anh. Em tưởng anh là chú lúa. Trời ơi, em nhìn không kỹ. Để em zoom mặt anh nhìn, em nhìn kỹ kỹ đi nhá. Mắt em đã cận rồi. Sorry anh. Hôm nay nhờ được bao nhiêu người đây? Hôm nay thì 20 người. 20 người à? Ôi, hơn đấy, em nghĩ là hơn đấy chứ. 20 người là chắc tối phải mất tầm khoảng 8 con gà không? Một ngày mất 1 triệu. Nhờ cũng khá là nhiều. Khi mà nhờ nhiều này thì là cái năng suất của mình sẽ nhanh hơn. Đấy. Thế đang hút thuốc là. Và lên đây mắt còn chưa lập kỳ làm quen với chỗ dâm. Là nhìn không rõ mặt. Mặt đã bị hoa. Không nhìn thấy A Thề. Cái máy này anh xá sửa được chưa? Xính sửa được rồi. Anh xính sửa được rồi đấy. Ok. Ôi mọi người, ngày hôm nay là bà con chuyển lên đây để tiếp tục phá đá rồi. Cảm thấy khá là to đấy nhá. Ôi bà con làm việc nhộn nhịp quá. Nói chuyện cực kỳ rôm rả. Ôi đập bà con lúc đập đá này không có cái gì bảo vệ mắt đấy, thì kính lúc mà đá vụn nó bay ra dính vào mắt cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đập phát nào thì nhắm mắt phát đấy thôi, chưa làm gì có điều kiện để mà mua kính. Cũng như cháu hay nói nhiều lần về cái vấn đề là kinh tế, mà bà con mà nếu mà mua chi tiền ra mua những thứ này thì thà rằng mua một cân thịt về còn hơn. Đấy, chịu mình chịu khổ một lúc rồi tối mình sẽ được có những đồ ăn dinh dưỡng đó, chứ không không dám chi tiền, không có tiền để chi ấy. Chỉ để mua kính dâm cũng như khẩu trang để đeo đâu. Đấy, chứ có tiền thì thà mua một cân thịt còn hơn. Cháu sẽ đi lên trên này. Đây nha chị. Cái khu vực này khá là rộng. Đây là nhà đất của anh Thề sao ấy. Đứng ở trên này nhìn xuống thì cực kỳ rộng luôn. Đây là những cái tảng đá mà tảng đá âm bà con cố phá ra. Đấy, có thể là dùng những máy khoan ra mới có đá để mà mình lấy làm vật liệu được. Này cực kỳ rộng nha. Anh em vừa rồi là cũng vừa mới cậy được một tảng đá cực kỳ to ở đây quý bác ơi. Trông những con người nhỏ bé như vậy mà cái sức lực họ thật sự rất là lớn. Con người nhỏ bé nhưng mà cái sức không hề nhỏ bé tí nào. Đây. Anh em thì đang xuống dưới kia uống chén nước cũng như là chén rượu. Sau đó là sẽ tiếp tục lên đây để phá đá. Nếu mà phải ít nhất tảng này phải khoan ra thì mới đập được. Này, chủ nhà Thề thì sau khi uống được những chén rượu chén nước thì bắt đầu lại tiếp tục đi làm.
Thằng này to quá anh thề, phải khoan thôi. Thằng này quá to luôn chứ. Em phải khoan thì mới đập được. Ôi. Thề đập tụt hết cả quần rồi. Đá vẫn chưa vỡ. À vỡ rồi. Thế bây giờ mình kéo quần lên. Đây, chứng tỏ cái đá này cũng khá là cứng đấy nhá. Vừa rồi các bác có thể thấy anh thề đây có thể là dùng hết sức lực của mình để phá những cái tảng đá này ra này. Nói chung thì mọi người nhìn vậy thôi, cái sức mà mình dùng ra rất là nhiều. Thế vậy mà đến những lúc bữa trưa như này này, bà con gọi là bữa ăn của họ ấy, ăn chống đói thì nhìn thật sự là cũng rất là tội cho bà con. Sự thật ở chỗ nói là không có kinh tế để mà mua thức ăn có dinh dưỡng hơn để mà ăn ấy, chỉ cho ăn bữa tối thôi. À vừa rồi thì cũng anh thề đây cũng rất là may mắn khi mà có ý định làm nhà thì cũng được các cô chú tuy rằng chưa nhiều, cháu xin phép nói từ chưa nhiều, mặc dù vậy nhưng mà đã có nhiều cái tin vui đến với anh thề. Đấy, như nọ quý cô bác thấy không, anh Tuyên vào đây có thông báo về cái tin vui của các cô chú ở nhóm Hoa Dân Như tặng 20 triệu cho anh thề. Cảm giác là anh thề có tiếp thêm 100% công, thêm 100% công lực nữa. Đấy, đập đá rất là khỏe, rất là hăng. Nói chung đang làm những lúc mà đang làm việc mệt mỏi như này này, được nghe những cái tin vui như thế, ui giời, không cần ăn cũng được cảm giác như vậy luôn. Có được rất là nhiều nhiều động lực. Cũng mong là trong thời gian tới anh thề có thể là nhận được nhiều sự hỗ trợ từ quý cô bác nữa, để anh thề có thể cất thêm một căn nhà như của anh Xá. Mặc dù không to bằng đâu nhưng ít ra là có ngôi nhà vững chắc cho anh thề, cho vợ con anh thề này, của anh thề này. Đấy, cũng như là đấy, nói chung là gia đình của anh thề có chỗ che nắng, trú mưa chắc chắn. Thế sau đấy anh thề sẽ an tâm để đi làm những công việc khác để kiếm tiền. Nói chung anh thề thì vợ thì cũng không lao động được nhiều, chỉ có các con là hộ việc thôi. Nhưng mà các con thì lại đi học ở ngoài xã, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới về. Nên là không ai hộ vợ của anh thề và mẹ của anh thề. Mọi người biết thì vợ của mẹ của anh thề thì là rất là hay ốm đau, sức lực yếu. Đã vậy rồi vợ của anh thề còn bị tay bị tật nữa, là cũng không có sức nữa, cũng không làm được việc nặng, chỉ có ở nhà thôi, làm với cái tiền nhỏ nhẹ như nấu cơm thôi. Đấy, đi chăn dê thì cũng không được bởi vì cái đường đi nó rất là khó. Lúc mình phải dùng tay mình đeo bám này kia ấy, nên là thực sự rất là khó cho anh thề. Đấy,
để bù đắp được cho những sự thiệt thòi đấy, thì nếu như anh thề cố gắng làm một cái nhà như thế này cho vợ con, cho mẹ thì anh thề sẽ yên tâm hơn. Quên mất, chưa kể là đến em gái của anh Thề nữa. Không may là em gái của anh Thề là không biết phải gọi có gọi là may mắn hay không, khi mà em gái của anh Thề là không đi học nhưng mà ở nhà lại phụ giúp được bố, được mẹ, được chị dâu. Thế nhưng thiệt cái là em đấy lại không được đi học bởi vì đã phân bổ từ trước rồi. Nếu như mà mẹ vợ của anh Thề mà lành lặn, không bị tai nạn đấy, thì em gái của anh Thề sẽ được đi học đàng hoàng như các bạn trẻ khác, các bạn nhỏ khác. Đấy thì thôi, một cái thiệt thòi như vậy đây coi như là cái số phận của em gái của anh Thề rồi. Đấy, nói chung là cũng buồn thay cho em đấy, cũng không biết phải làm như thế nào. Bây giờ có đi học thì cũng gọi là quá muộn rồi, quá tuổi rồi. Em đấy nhìn trông vậy hình như là 15 tuổi hay là 14 tuổi ấy. Nó hỏi cháu quên mất, nhưng cháu biết rằng là cái tuổi của em anh Thề không hề nhỏ, cũng khá là lớn rồi. Ok đấy, ok, quá đẳng cấp. Đợt từ nãy giờ không ngừng nghỉ, cuối cùng là đá. Đấy, cháu có vẻ là không hiểu sức của anh Thề rồi. Một cái tảng đá to như thế mà anh đây anh đập thành những cái mảnh vụn như này. Đó. Mà nó chưa hiểu sức của anh Thề. Sức của anh Thề cực kỳ to, không cần đến máy khoan là có thể đập được cái tảng đá đấy ra. Chúng là rất là khỏe. Ok đấy anh Thề ạ. Phải là chăm chỉ thôi, nhà mình làm cho mình ở mà. Ok. Một anh thanh niên rất là quyết tâm phải làm cho bà bạn bạn bè trong thôn. Nghĩa là có hai anh thanh niên tiêu biểu, anh Xá thì đã làm được nhà, chỉ có anh Thề thôi. Anh Thề mà làm được nữa thì hai anh là sẽ gọi là người đi đầu trong thôn ấy, sẽ có được sau đấy sẽ tiếp tục đi làm những cái khác hơn. In danh đấy. Anh Thế, em hỏi anh tí nhá. Tí nhà của anh là anh thuê được bao nhiêu rồi? Hôm nọ em thấy có mấy anh thợ vào hỏi ấy. Cấp kìa thêm đó. Ừ. Cấp kìa thêm được bắt đầu 23 triệu. Tức là làm từ A đến Z luôn, làm từ nền, làm cho xong cái nhà luôn. Làm cho xong cái nhà luôn. Từ cái nền cho đến cái nhà. Đây đúng không? Cả cái nền xong thì mà thứ A thì thứ ăn thì anh nuôi. Thế là nói chung là cũng tốn nhiều đấy chứ. Thức ăn thì có phải là mình mua ít đâu. Tức là cái nền này là đã xong chưa?
Cái nền của anh bây giờ đã xong chưa? Cái này đã là xong rồi. Bên cống kia thì phải thử khoan một tí ấy. Khoan một tí nữa. Khoan mấy viên đá. Cái nền mày phải nền xi măng chứ đúng không? Vâng, có mà. Rồi lát cái nền xong là mình nói chung lên móng các thứ nữa. Đúng rồi. Ok. Đúng thì xong thì đi lát cái nền sau. Ok, lát cái nền sau kệ nó hiểu. Thì mà chắc là có hơn. Là 23 triệu. 23 triệu. 23 triệu giá quá rẻ. Thế mà có các bác thợ vẫn chịu làm thì... Bác thợ thì vừa làm vừa giúp bạn thế thôi. À vừa làm vừa giúp anh. Là... có như kiểu nhà của anh xá gì? Đúng rồi. Ok. Một thợ kia thì phải chú vợ của anh này. À chú vợ của anh. Thế cũng gọi là vừa làm vừa giúp cũng được. Đúng rồi. 23 triệu thế làm từ cái nền cho đến xong cái nhà thì nó cũng mất rất là nhiều công. Mà 23 triệu thì cho bỏ lắm. Thôi không sao, vừa làm vừa giúp đỡ nhau vậy. Bà thợ bỏ rất là nhiều thì không có gì thì vừa làm vừa giúp. Vừa làm vừa giúp. Ok, cái nền đằng sau này anh làm xong chưa? Cái nền thì... hôm qua đã lắp xong rồi này. Cái nền là làm xong. Làm xong sạch rồi. Vâng. Xong là làm cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài này thì là hợp lý. Mấy hồi đến cuốn nó cái chùa này thì phải bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra để làm cái nhà vệ sinh. Bỏ ra thì là làm một cái... À, anh làm cái nhà vệ sinh ở nhà anh Xá. Đấy, ok. Cái nhà vệ sinh đó. Ok. Cái này là hợp đế. Đây, phía bên này nói chung làm xong thì tốt rồi. Đấy, nói chung cực kỳ rộng rồi nhá. Cái nền của anh gọi là gần như là rộng được tầm khoảng từ hơn 1 mét rồi. Em biết đo rồi thì 13 mét. Tổng cái nền nhà của anh chiều rộng và chiều dài nó là 13 mét. Còn chiều rộng như này. Dài 13 mét thì phải từ chỗ kia, từ đầu nhà bên kia về đây là bao nhiêu mét? 6 mét rưỡi. Mà mình tự làm thì 6 mét thôi thì 6 mét rộng, 6 mét rưỡi chiều rộng và 15 mét chiều 13 mét chiều dài. Cũng ngang nhánh xá, nó cũng bé hơn nhánh xá nhiều. Mà cái đấy thì phải không làm đưa hết. Thì cái nhà thì đấy thì phải hết là hốc tàu mềm mấy thì 9 mét thôi thì làm một cái ba mẹ làm phòng ngủ á? Không phải phòng phòng bếp á? Phòng bếp 3 mét là phòng bếp. Phòng bếp là anh là 3 mét. Vâng, tức là nhà thì phải hơi tờ thì mấy mét là 9 mét. Ok, thế cứ có mấy phòng ngủ. Vâng. Có mấy phòng ngủ? Phòng ngủ thì hơi tờ 2 mét 2 mét 3. Với một phòng ngủ là anh làm như thế thôi gì? Làm như thế chắc là cho là rộng tí. Ok, nói chung là cái vấn đề này mình sẽ bàn kỹ về những cái lúc mà anh Tuyên vào đây sẽ mang một cái bảng thiết kế, nói chung cũng có gợi ý cho anh. Vâng. Anh xem có hợp lý hay không. Đấy, anh cứ theo cái đấy mà làm, nói chung nó vừa hợp lý mà nó vừa đúng cái mét mà mình muốn định làm ấy. Vâng. Cái phòng bao nhiêu, phòng ngủ bao nhiêu mét này, với lại phòng bếp bao nhiêu mét này, nói chung có những bảng thiết kế. Anh chỉ cần bảo thợ nhìn vào cái bản đấy thì mình làm thoải mái luôn. Vâng. Đấy, thoải mái rộng luôn. Vâng. Nhà anh thề xem hôm nay chữa này. Trưa nay có bữa gì nhá. Khác nước quá nói bị loạn ngôn rồi. Ôi hôm nay vào quên mua nước đá cho anh thề rồi. Sorry anh thề, nãy có quên mất. Hôm nay chị hào gió ní rồi. Thì chị có gió ní rồi mà. Ừ. Chả mổ nhau cây. Ba nì. Ừ, khó đi chị nè. Ba mổ hóa. Ba mổ tháng nhổ. Bà đi cắt cỏ bò. Bữa trưa của bà con thì sẽ chỉ có chút rau đậu này xào, mình xào mặn lên thôi. Thế cứ nói chung là bữa cơm hàng ngày của bà con. Đây là cái thùng đá mà hôm nọ cháu có mua đá vào nhà của anh Thề. Trời ơi, hôm nay vào cũng hơi muộn nên là cũng quên mất. Đây là một ô mềm mén này. Thôi ngày mai mình sẽ mua cho anh Thề. Quên mất quý cô bác ạ. Không nhớ ra để mua chứ. Đúng như hôm nay thì gọi là cái hôm mà cần nước đá nhất thì lại cháu lại quên mất. Anh Thề ơi, em quên mua nước đá rồi. Em quên mua đá vào rồi. Cái đá lạnh ấy. Thôi mai mua sau nhá. Rồi. Hôm nay quên mất, đi vào vội quá. Xin lỗi anh nhá. Hôm nay nóng lắm ấy. Ok. Thế rồi tí mua kem cho bà con.
chung thì hôm nay cũng vào vội quá, quên mất. Ngày hôm nay là ngày nắng nóng nhất thì lại quên. Bà con đây đã bàn chuyện gì với nhau đây? Bà con đây đã bàn chuyện gì với nhau đây? Sắt ra? Cái gì sắt 3 triệu? Đang nói chung đang tâm sự với nhau thôi gì? Đang kể chuyện với nhau. Hay tưởng có chuyện gì khá là căng thẳng, hay tưởng là ấy. Đang tâm sự với nhau quý các bạn. Ý tưởng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ anh Thề nhỉ. Ok. Sao đến giờ nghỉ rồi? Cho, nó. Nghỉ ăn trưa thôi. Đập đá này mất sức lắm, mỏi hết cả tay. Đi cầm cái máy quay cho đã cầm rất là mỏi rồi. Chưa kể bà con đi còn cầm búa đập đá thì còn mỏi hơn nữa. Trời hôm nay thì lại được hai bao hôm trên trời ở vùng Đông Bắc này này. Thì rất là mát lạnh. Không hiểu sao hôm nay tự nhiên nóng ơi là nóng luôn ấy. Nóng rát hết cả da. Bà con làm việc thì cũng sẽ mệt mỏi hơn. Thôi bây giờ đi ăn trưa thôi. Ăn trưa xong là bà con lại tiếp tục ra đập đá tiếp. Đây là nó đi tuôn, nó tuôn. Đây là cái bát ớt thần thánh của bà con đây. Ôi nhìn thôi thì đã thấy nó cực kỳ là cay rồi. Thế này mà cho muối vào, cho muối và mì chính vào giã thì ớt này nướng thơm lắm. Ớt thì đây là ớt mình mua ở ngoài chợ thôi, còn ớt đúng của bà con trên vùng cao này là ớt gió, ớt loại bé bé kìa, ớt thóc kìa. Ở đây mới gọi là cay và ngon. Này. Ôi, như lúc mà như thế này mà nhìn cái bát ớt này thật sự là chảy nước miếng ấy. Này, muối rất là nhiều, tròn to trên chỉ mình thích để cắt. Đúng. Này mà làm bát ôi ôi, bỗng tả luôn. Đùa đùa hai đứa chít chỗ ra để bạn tả. Ồ, chó hoa nì. Chó hoa chứ tốt mà. Ồ, hậu à cái tạch kè à. Hoa tốt chứ gì. Đấy, ôi sợ ơi, bát thơm. Qua thơm chứ kìa. Chảy nước miếng rồi đấy. Bởi cho ăn gì và ăn là sẽ rất là dễ bị đau bụng. Nhưng ăn với cơm thì được. Muốn thử một miếng quá, thử ớt không đấy. Chó thì lại cực kỳ thích ăn cay. Mì ngon. Thật sự bây giờ nếu mà để chọn một bát bé nhỉ, một bát thịt và một bát ớt này, chó sẽ chọn bát ớt. Vì bát ớt ăn với cơm là ăn được nhiều hơn, ăn được lâu hơn. Thế, các chị em phụ nữ thì sẽ ăn trước. Hôm nay có lẽ là mọi người sẽ ăn chung chung với nhau luôn. Nhưng thì bà con ở đây thì về cái tục của họ thì khi mà mâm đàn ông ra mâm đàn ông và mâm phụ nữ ra mâm phụ nữ, chứ không có ngồi chung xen lẫn với nhau. Kể cả có khách vào nhà cũng thế. Các chị em thì luôn tự ngồi với nhau, còn chỉ có đàn ông thì mới ngồi với nhau thôi. Đây không phải là một cái phân biệt giới tính nữa quý bác nhé. Mà đối với tục tục của người Mông ấy, cháu xin phép chia sẻ thêm thì họ thật, người Mông họ cực kỳ quý khách, nên là mà với lại ấy, chỉ đàn ông thì họ mới được tiếp rượu khách cho nhau thôi. Chứ còn các chị em phụ nữ thì là chỉ tiếp các chị em tiếp rượu các chị em phụ nữ. Không chỉ chén rượu mà là còn mâm cơm nữa, nên là họ thường thường sẽ không ngồi với nhau. Không phải thường thường mà là nó là như thế rồi quý bác. Đấy là cái tập tục như thế đấy. Thì là không bao giờ ngồi chung với nhau. Đây. Quý bác thấy không? Đây là mâm riêng các chị em phụ nữ đây. Đây. Riêng các chị em phụ nữ đây. À, có cả anh xính ngồi cùng. Nhưng thường thường ấy, hầu như là mâm đây là mâm của các chú thì các chú ấy tự ngồi ăn cơm với nhau. Nhiều lúc như ăn cơm chỉ có những món đơn giản như thế này thì là có thể là phá luật một tí. Ôi trời. Ôi cái ớt đang ngon tự nhiên nên thử mua này ý táo nỉ luôn. Ôi giời ơi. Đang ngon tự nhiên đổ hết vào đây. Trời ạ. Ớt nó ngon như thế cơ mà.
nè mua tua thì khác đồ nên nó học quân thì chưa khác thôi. Đây bữa cơm ở bà con ơi, trưa nào cũng thế rồi này, bát canh rau, canh ớt, bát ớt xong thế là ngon lắm rồi. Ăn chè rồi thì mua nên thì xin cho lị. Ờ được, để em thử một miếng mềm mến. Mừng các chị em cũng thế thôi nhá. Mừng các chị em thậm chí là không có ớt cơ. Bữa ăn gọi là cực kỳ đơn giản và đạm bạc. Ăn cơm xong thì sẽ nghỉ ngơi một lúc. Thật sự thấy bát ớt, ớt nướng như bà con này rất là muốn thử một miếng. Ê bát ớt đâu anh thế? Bát ớt đâu rồi? Ôi mặt gắt gì rồi, có khó ớt rồi. Ôi rồi, muốn thử món ớt này mà bà con ấy đi mất rồi. Mặt gắt gì mà. Kể là để cháu ngồi với nhá. Bát của anh Thế rất là ít quý cô bác ạ, nên là hầu như cũng được các bác có ý kiến là cháu vào đây thì cố gắng tuyên truyền cho bà con là cố gắng ăn bằng bát đi. Nhưng mà để có tiền mua bát thì lấy đâu ra. Nên như cháu nói thì kiểu mặc dù bà con là có tiền mua bát nhưng mà thà rằng đây là đi mua một cân thịt ăn còn hơn. Đây là không có nổi cái bát để ăn cơm cơ. Cái bát này chỉ dùng cho gọi là khách thôi nhá. Như hầu như đối với bà con nếu gọi là khách người Mông thì gọi ăn luôn ăn bằng thìa. Và ăn bằng đũa nhưng mà sẽ không dùng bát. Em cảm ơn anh Thế nhá. Em mời mọi người ăn cơm nhá. Ok. Các anh chị em chưa rồi, đâu. Rồi. Thì không có gì à? Mời cứu các bác cùng dùng bữa trưa với anh nhà anh Thế nhá. Ừ, ngon quá. Mồm mồm nó đi hả? Non tị này lo lo. Mặc dù cũng không đói cho lắm đâu nhưng mà thấy bát ớt này thật sự nó ngon quá nên là ăn được vài miếng. Rồi ăn ớt không thôi. Bây giờ đang rất là sót bụng. Ôi nóng hết cả bụng ấy. Nhưng mà rất thích cảm giác bị nóng bụng như này. Cảm giác nó no hơn. Đối với cháu là vậy. Đấy, thật sự rất là ngon. Đấy, được bữa cơm trưa như này là thật sự tuyệt vời. Và đối với bà con mà chỉ cần có bát ớt như này là đấy gọi là thịt rồi đấy. Em bé kia đang khóc. Hả cho con được. Ok. Đứa con nhỏ. Anh chú gắt mù lắm. Gắt mù cận ta. Không mù lắm. Không tụng lắm. Không thế là mẹ gặp ớt tụng. Ừ. Mỗi gì thấu mù. Đây hai em này thì bố mẹ đang nhờ. Hôm nay mà ớt tính mù. Ớt tính bếp tính mù. Mới ra một thứ mà mù. Ừ. Thế các em nhỏ, các bố mẹ đây thì đang nói là chút nữa mà cháu mà đi về thì chở hộ hai em này đi học. Đấy, nói chung là cũng phải đến lúc cái đấy, các em đấy đi học nên là phải đi học thôi. Cái vấn đề là chuyện nhỏ, đấy, đưa các em đi học thôi là chuyện cực kỳ nhỏ luôn. Bạn này lúc nào cũng khóc nhè nhè, sợ bố mẹ bỏ. Nhanh lên, bố mẹ đi bây giờ. Ôi giời, đi được rồi ơi. Phải đi theo bố mẹ cơ. Thôi bây giờ... Ai đây nhỉ? Ai đây nhỉ? Mê Lia. Ôi, không chơi em ấy nữa. Vừa rồi thì bà con cũng vừa mới ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc. Các chị em thì ai ăn xong là cũng đi về rồi. Về nghỉ trưa lúc rồi, sau đấy là sẽ tiếp tục ra đây để đập đá hộ anh Thế làm nhà. Bây giờ cứ để các chị em ăn cơm rồi nghỉ ngơi, cũng như là các anh các chú.
ngồi nói chuyện với nhau, làm chén rượu cũng như là khúc điếu thuốc lào. Sau đấy lấy lại sức nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ lại tiếp tục đi làm. Đây, đang ngồi ngoài này. Thật sự anh thề nhiều người, rất là nhiều người nên đập đá cực kỳ to rồi, cực kỳ nhiều rồi đấy. Đây nhất phải tầm khoảng là chục khối, hai ba chục khối. Ngày mai và ngày kia thì anh thề bắt đầu sát. Sau đấy còn lấy máy ra chỗ nhà chú Sử nữa, nên là cũng hai nhà thì đang cùng làm một thời điểm nên phải nhường nhau một lúc. Đấy, ngày hôm nay thì tất cả bà con trong thôn để chia thì có những người đi làm và có những người là hầu như là ra giúp anh thề. Còn nhà của chú Sử hôm nay là không có ai giúp vì bà con phải chia nhau ra, bởi vì làm cùng thời điểm mà. Ngày hôm nay thì bà con làm nhà anh thề, ngày mai thì bà con làm nhà của chú Sử. Đấy, chia nhau ra mà làm như vậy quý cô bác ạ. Đấy, tình đoàn kết trong thôn mà. Quý cô bác ơi, hiện tại cũng có khoảng 2 giờ chiều rồi mà trời cũng đang rất là nắng. Thêm vào đó là nếu mà như mà lên cao như thì có một chút gió xe lạnh thổi luồng qua đây. Đây thì bà con ở đây thì cũng đang cố gắng giúp anh thề nốt hôm nay. Ngày mai sẽ chuyển sang nhà của chú Sử. Hiện tại các chị em thì một số chị em là chưa ra vì đang bận đi làm việc nhà. Tranh thủ những lúc nắng nóng nghỉ trưa như này thì là thời gian nghỉ ngơi, nhưng bà con thì lại về để đi chuẩn bị cỏ bò ấy. Đi chuẩn bị cỏ bò xong là lại về ra giúp anh thề tiếp. Để tối còn ăn bữa cơm liên hoan, gọi là ngày hôm nay đến giúp nhà anh thề. Đấy, nói chung thì bà con đây vẫn đang túc tác từng phát búa. Đấy, giúp anh thề cho xong đi. Đấy, ngày mai là sẽ chuyển máy sắt bột đá về đây. Nhưng mà chưa tạm thời là chưa sát được. Phải cũng bà con đây thì cũng phải đi giúp nhà chủ của chú Sử trước đã. Đấy, anh thề đây thì cũng làm việc luôn. Đấy, thì cũng đến giờ trưa này rồi thì cũng ở đội du 6 ấy thì cháu sẽ chia sẻ với quý bác về tin vui, cực kỳ vui đến với nhà của anh Tề. Đấy, thì anh Tuyên thì cũng hiện tại là cũng đang là từ ngoài vào rồi. Đấy, thì bây giờ cháu tạm dừng nội dung tại đây và sẽ cũng mong quý cô bác theo dõi ở nội dung sau cái tin vui của nhà anh Tề là tin vui gì nhé. Chị em thì cũng đang đến dần dần rồi. Nói chung 2 giờ chiều thì chị em là cũng vừa đi tranh thủ làm một chút việc đi về rồi. Thì cháu xin phép tạm dừng nội dung tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị mọi người ở nội dung sau.